Xin chào cả nhà đã quay trở lại với Trâm Linh TV. Trong cái thời tiết nắng gắt oi bức như thế này thì chúng ta được hưởng thức một chút hương vị chua chua ngọt ngọt của sữa chua Yakult và một chút vị ngọt nhẹ của phốc bồn tử sẽ tạo ra một loại thức uống vô cùng thơm ngon và thanh mát. Và hôm nay Trâm Anh sẽ chia sẻ đến mọi người thêm một món nữa có tên là đá xay Yakult phốc bồn tử. Và bây giờ thì xin mời mọi người cùng Trâm Anh thực hiện nha. Và để thực hiện được món này, đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: 100ml sữa chua Yakult, 30ml sữa tươi, 30g bột sữa, 30ml sữa đặc và 40ml phốc bồn tử. Chỉ trong vòng một nốt nhạc mà ta đã làm xong ly đá xay Yakult phốc bồn tử thanh mát giải nhiệt cho ngày nắng nóng. Đá xay Yakult phốc bồn tử đang được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng bởi vị chua chua ngọt ngọt khá đặc trưng vị thanh mát từ đá xay, khiến cho món đồ uống này trở nên vô cùng độc đáo và tuyệt vời, vừa bổ sung vitamin lại còn tốt cho sức khỏe. Các bạn hãy làm thử đi nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này, và nếu cảm thấy hay đừng ngần ngại bấm thích và chia sẻ để cho những người thân của mình cùng nhau xem nha. Và nếu các bạn muốn biết thêm nhiều bí quyết pha chế món ngon thì nhớ để lại comment phía bên dưới để Trâm Anh và đội ngũ ekip có nhiều động lực thực hiện những video tiếp theo. Trâm Anh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.